Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát, bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông. Một câu hát mở đầu trong bài Áo lụa Hà Đông đã diễn tả đủ đầy hết vẻ đẹp của lụa và cả cái cách ứng dụng của chất liệu mướt mát mượt mà này cho thời tiết của phương Nam. Lụa là một câu chuyện dài về văn hóa lịch sử của nhân loại, chứ không riêng của một quốc gia nào. Chương mục Thời trang làm đẹp kỳ này, chị hạn hẹp giới thiệu với bạn bộ sưu tập thời trang lụa, cách mặc lụa và ứng dụng của nó trong nhịp sống thành phố thời nay. Thời trang lụa luôn gây nhiều cảm hứng sáng tạo cho các nhà thiết kế và chưa bao giờ là lỗi mốt. Và bây giờ Khánh Huyền xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với bộ sưu tập lụa mùa xuân thứ 9 của Lisa Siêu và gặp gỡ với nhà thiết kế Quỳnh Nguyễn. Xin chào Quỳnh. Chào chị Khánh Huyền, chào khán giả theo dõi truyền hình. Quỳnh này, đầu tiên là cái tên của cửa hàng của mình đó là Lisa Siêu. Thực ra cái nghĩa của nó là gì? Lisa theo tiếng Pháp là con mèo. Con mèo. Tại sao lại là con mèo mà không phải là hình ảnh khác? Có vẻ như là trong các hình tượng thì con mèo nó có vẻ gần gũi với phụ nữ nhất. Quỳnh chọn lụa tơ tằm là vì cái sự yêu thích của bản thân hay là vì mọi người xung quanh thích lụa tơ tằm? Thực sự là vì cả hai. Thế này nha, từ khi mình nhỏ thì bà mình mặc lụa tơ tằm nè, sau đó đến mẹ mình nè, sau đó đến mình này, giống như gia truyền vậy. Không biết cụ mình có mặc không nữa. Thì sau quá trình mặc thì mình rất là thích và mình bắt đầu là tự thiết kế những mẫu tơ tằm cho riêng mình. Sau đó thì nhận lập một nhãn hiệu chuyên về lụa tơ tằm. Trong quá trình làm thì cũng không phải lúc nào cũng chỉ làm trên một chất liệu ấy, thì không phải lúc nào cũng có cảm hứng giặt rào luôn. Nhưng mà chính khách hàng của mình lại tiếp thêm cảm hứng cho mình. Tại vì sao? Mỗi khi nghe khách hàng tâm sự vào mặc này làm được làm chồng yêu hơn, hay là mình cảm thấy đặc biệt hơn, thế là mình lại có thêm động lực để làm. Cái chất liệu lụa tơ tằm của Lisa Siêu thì chọn lụa tơ tằm trong nước hay là mình nhập ngoại? Hoàn toàn là của Việt Nam. Hoàn toàn của Việt Nam. Và được đặt dệt và được làm theo phương pháp cổ truyền nhất và không có pha thêm bất kỳ một chất liệu nào khác. Và cũng có một điều khó khăn nữa đối với Quỳnh, đó chính là năm nào cũng có một bộ sưu tập mùa xuân và năm nay là bộ sưu tập thứ 9. Thì liệu những cái ý tưởng của các năm nó có bị khó cho Quỳnh khi mà Quỳnh nghĩ ra ý tưởng cho nó không? Thực sự cũng không dễ dàng gì, tại vì mình chỉ làm gần như là duy nhất một chất liệu. Vô tình thì mình có lục chồng sách của mình. Thì có một quyển sách của họa sĩ Jackson Pollock. Thì tranh của ông ấy là tranh trừu tượng ấy. Thì có những mảng màu đan xen nhau này, cái vẩy màu nó không ra một hình thái cụ thể nào hết ấy. Thì mình thấy sao không kết hợp vào với lụa của Việt Nam nhỉ? Thế là mình sẽ thử kết hợp nó với nhau. Và chăm nghe không bằng mắt thấy. Bây giờ Khánh Huyền xin mời quý vị và các bạn hãy đến với phần trình diễn đầu tiên. Huyền nhìn thấy những bộ trang phục trong cái phần trình diễn đầu tiên của Quỳnh, Huyền có cảm giác như là nếu như cách đây bao nhiêu năm trong những cái chất liệu tơ tằm đó chính là ông bà của chúng ta đang ở chảy hội mùa xuân. Và vừa rồi cũng như là một cái bức tranh chảy hội, tuy nhiên không phải là của ông bà chúng ta nữa mà của những cô gái trong thời hiện đại, vẫn chất liệu lụa đó nhưng mà vô cùng đẹp đẽ và tân thời, đúng không nào? Cái phong cách của Quỳnh ở trong cái bộ sưu tập này và đặc biệt là trong cái phần trình diễn vừa rồi thì Huyền thấy nó có một cái vẻ rất là khoáng đạt. Đó là cái phong cách của Quỳnh bao nhiêu năm nay hay là chỉ riêng trong bộ sưu tập này thôi? Đấy là phong cách của Lisa Siêu trong bao nhiêu năm nay, luôn luôn là khoáng đạt và kỳ đáo. Huyền thấy hai cái giá trị đó nhiều khi nó có thể khó ở cạnh nhau. Lụa nó có một cái ưu điểm mà không có chất liệu nào mình thấy được, đấy là mỏng nhưng mà lại không nhìn xuyên qua được. Do các chuyển động của cơ thể thì người ta dễ dàng nhìn thấy cái
cái đường cong của người phụ nữ mà không cần thiết là cứ phải bó chặt này. Và tại sao trong bao nhiêu năm bạn vẫn giữ cái phong cách này của mình, không thay đổi? Bản thân mình thấy nó vẫn thấy rất là đẹp, và bản thân khách hàng của mình vẫn thấy rất đẹp, giống như là tuyên ngôn của The Shah vậy. Còn bây giờ hãy đến với phần trình diễn thứ hai. Close your eyes and just stay tight. We have to go. Stay with me while we leave. Don't worry, just believe me. This journey will relieve. Just stay with me while we leave. Stay with me. Thật là sau phần trình diễn này thì khán giả đã được gợi mở về ý đồ của nhà thiết kế trong những bộ trang phục rồi, đúng không? Như là mình đã nói là lấy cảm hứng từ những tranh trừu tượng của Jackson Pollock. Và với những bức tranh ở trên bộ trang phục như vậy thì nhà thiết kế đã phải làm như thế nào để có được những bức tranh mà những cô gái mặc vào như là những cái bông hoa di động như vậy? Nghệ nhân của Le Sha đã vẩy những cái mảng màu, vẩy những cái vệt màu lên trang phục thì mỗi chiếc thì nó lại có một là thì nó lại khác nhau, thì vì không có lần vẽ nào vẽ tay nào giống như lần vẽ tay nào cả, tùy vào cảm hứng của nghệ nhân lúc đó thôi. Thực ra thì làm một chiếc váy lụa chưa bao giờ làm đơn giản, từ lúc dệt lụa cho đến nhuộm bằng tay cho đến vẽ rồi, và bản thân khi nghệ nhân may lụa thành một chiếc đầm đã là một cảm kỳ công rồi, tại vì may lụa luôn luôn khó hơn những chiếc khác, nên trong quá trình mình làm từng tí một thì luôn luôn nảy ra những ý tưởng mới. Và cái màu á, để chúng ta vẩy lên trên những cái miếng vải để có thể tạo nên cái bộ trang phục đó thì phải có cái chất liệu gì đặc biệt không? Sơn này thì là lại sơn trên vải của Pháp. Khi nào mà Quỳnh nghĩ rằng là mình sẽ kết hợp chất liệu lụa với các chất liệu khác không? Bản thân thì chất liệu lụa là chính, nhưng mà mình vẫn có những chất liệu khác nữa vì đi kèm. Và Huyền nghĩ là trong cái phần trình diễn tiếp theo thì chúng ta sẽ được chất liệu lụa được kết hợp với các chất liệu khác thì nó có một cái mẫu số chung nào cho việc kết hợp đó không? Trong lần này thì mình kết hợp lụa với linen và nhung, thì vì nó đều là chất liệu tự nhiên, đi với lụa rất là hợp. Huyền đã thấy sự kết hợp giữa lụa và linen rồi. Tuy nhiên Huyền đang tò mò là cái sự kết hợp giữa lụa và nhung, bởi vì lụa thì nó có vẻ mềm mại và mỏng, còn nhung thì nó lại mang lại một cái gì đó nó hơi dày dặn. Liệu cái sự kết hợp đó nó có hòa hợp không? Bản thân nhung là một chất liệu mềm, rủ. Mình thiết kế ra những áo khoác nhung
để dành cho những buổi tiệc tối. Vẫn người phụ nữ có thể mặc thêm những áo khoác nhung vào. Không biết khán giả thế nào nhưng mà Huyền thì đang rất là tò mò, không hiểu là cái sự kết hợp giữa lụa và nhung thì nó sẽ cho chúng ta cái hiệu quả như thế nào. Nếu chị Huyền còn tò mò thì xin mời chị Huyền và khán giả cùng xem phần còn lại của bộ sưu tập mùa xuân số 9. Raconte-moi ce nom étrange et difficile à prononcer que je porte depuis que je suis née. Raconte-moi le vieil empire et le trait de mes yeux bridés qui disent mieux que moi ce que tu n'oses dire. Je ne sais de toi que des images de la guerre, un film de Coppola, des hélicoptères en colère. Un jour j'irai là-bas, un jour dire bonjour à ton âme, un jour. Và bây giờ có lẽ chúng ta nên hỏi cảm giác của một số bạn vừa trình diễn xong bộ sưu tập thời trang này. Chắc là bạn đi ha. Dạ. Trong cuộc sống hàng ngày thì bạn đã bao giờ mặc đồ lụa tơ tằm khi mà sinh hoạt hàng ngày chưa? Dạ, em rất là yêu thích chất liệu tơ tằm và rất thường xuyên mặc chất liệu này. Bởi vì như khí hậu Việt Nam chúng ta là khí hậu nhiệt đới, rất là nóng. Nhưng mà khi mà mặc áo lụa của mình thì đây là một chất liệu làm cho người mặc cảm thấy rất là mát mẻ, rất là nhẹ nhàng. Và đồng thời khi mặc những thiết kế của chị Quỳnh thì em không những cảm thấy cảm giác dễ chịu mà còn cảm thấy cái chất phụ nữ, chất nữ tính của mình được phát huy một cách cao nhất. Cảm ơn bạn rất là nhiều và hy vọng rằng là Quỳnh sẽ càng ngày càng tiến xa hơn trên con đường mà mình đã lựa chọn. Thay mặt khán giả ngày hôm nay, cảm ơn Quỳnh với bộ sưu tập mùa xuân số 9.